Cuối thời nhà Thanh, khi vương triều nhà Thanh đang suy tàn, triều đình phủ bại, giặc trong thù ngoài, dân gian trộm cướp hoành hành, nhân dân không được sống yên. Huyện Thanh xảy ra thiên tai, trộm cướp, thừa cơ giải làm tăng lữ, âm thầm câu kết với tri huyện, gây ra quốc nạn liên miên. Triều đình mật lệnh cho tính sứ trà trộn vào nhân gian, âm thầm phối hợp truy nã tham quan, tiêu diệt ác tăng. Tại sao tướng sứ chúng ta lại phải âm thầm hoạt động vậy? Câu nhiều lời quá rồi đó. Lén lén lúc lúc, suốt ngày cứ như làm chuyện xấu hổ lắm không bằng. Phục tùng mệnh lệnh, tập trung chú ý đi. Gậy gậy gậy. Gậy gậy con hổ. Lại lần nữa nào. Gậy gậy gậy. Gậy 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 con hổ. Con sâu. Người thắng rồi, rượu thuộc về ngươi đấy. Hổ mập. Nào. Gậy gậy con hổ. Gậy này. Làm gì vậy chứ? Tránh ra đi. Nào nào nào, nhanh lên, mau tránh ra. Đợi đã. Để ta thắng thêm một ván đi. Phải đấy. Để hắn ta thắng thêm một ván đi. Gậy gậy ga. Rút vũ khí ra. Không chống đỡ nổi nữa rồi, mau phát tín hiệu đi. Đi thôi. Hồng cô. Hồng cô, đừng manh động. Làm gì vậy? Ngươi là trộm, ta không phải trộm. Một tên ăn mày như ngươi, không mở yên trong thành, có quỷ mới tin ngươi. Lục Thủy, chặn hắn lại. Ta là người tốt thật mà, ta không phải trộm. Đứng lại. Có chuyện gì từ từ thương lượng mà. Chỗ này giao lại cho cô đấy. Nhớ bắt sống hắn, biết điều chút đi. Ta là người tốt thật mà. Là cô ép ta đấy. Ngươi.
Ba tên áo đen khoác áo choàng đó đã lợi dụng khí độc để cướp cái rương đi. Hồng Cô đã đuổi theo họ, tạm thời vẫn chưa về. Sau đó thì sao? Trong lúc hỗn chiến, Hồng Cô đã bắt được một tên ăn mày, nghi ngờ là người liên lạc. Nhưng mà làm sao? Lục Thủy ngu dốt, không trông chừng được, đã để hắn chạy thoát rồi. Lục Thủy, xin nhận trừng phạt. Đây là chìa khóa của cái rương mà. Tên ăn mày đó là người mình. Lần dần chuyển bạc cứu tế lần này, triều đình rút kinh nghiệm từ quá khứ. Để đảm bảo an toàn, đã đặc biệt chia rương và chìa khóa ra để vận chuyển. Nhiệm vụ hộ tống chìa khóa này đã được giao cho cái bang. Người của cái bang phần lớn đều coi tiền tài như vật ngoài thân. Còn có những người cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ban quy nghiêm ngặt, lòng người cũng đoàn kết, được hoàng đế trong triều vô cùng tin tưởng. Lần này chìa khóa này được giao cho người của cái bang truyền tay nhau vận chuyển. Nhưng mà lần này tính xứ không những là mất rương bạc, còn giành lấy chìa khóa. Bảo ta phải ăn nói với Sở Liên Can thế nào đây? Đúng là có miệng cũng không giải thích nổi mà. Ngươi không nói thì ta cũng biết, nhất định là Hồng Cô lại manh động nữa nên các ngươi mới bị lộ. Tình hình lúc đó bọn ta cũng không còn cách nào khác, không thể trách Hồng Cô được. Chuyện đã tới nước này, chỉ có đã sai càng thêm sai, lợi dụng chìa khóa để tìm lại chiếc rương thôi. Tìm thế nào đây? Ngươi hãy tung tin về chiếc chìa khóa ra, bán ra với giá thật cao, dụ rương bạc ra, để ta làm gián điệp. Sau khi xác định được vị trí của rương bạc thì lập tức báo tin về, không được hành động một mình. Được. Chuyện này tuyệt đối không được để bất cứ ai biết được, nhất là Hồng Cô, tránh cô ấy lại manh động làm hỏng chuyện. Ta hiểu rồi. Nếu như có xảy ra sai sót gì nữa, không ai cứu nổi hai người nữa đâu. Lục Thủy tuân lệnh. Lúa mì chìm trong ruộng, lúa mạch móc hết cả. Mùa này thật sự chẳng thu được gì. Đậu ngô cao lương đều chìm trong biển nước. Mùa này quả thực không thu được gì. Nước ngập ruộng đồng suốt 2-3 tháng. Đậu và lúa mì gần như là bỏ cả. Mùa thu này không thu được gì hết. Mỹ nhân ở đây này. Ở đâu cơ? Ở đây này. Tới đây, tới đây. Ở đây, ta nghe thấy rồi. Mùa thu này không thu được gì hết. Cả 3 mùa đều không có gì. Nhất định là bắt được rồi. Các kho đều gần như trống rỗng. Quả nhiên là bắt được rồi. Cô nương tốt của ta, nàng mang cho ta biết chìa khóa đang ở đâu đi. Ta đợi hết nổi rồi. Đại nhân, ngài nhỏ tiếng thôi. Nào đại nhân. Đại nhân, ngài có biết tính xứ không? Chính là cái đám đàn bà chuyên môn đưa tin giúp người ta ấy mà. Nghe nói kể từ khi Sở Niêm Can rời khỏi Ung Hoàng Cung thì đã cùng biến mất với tất cả các môn phái giang hồ có liên quan đến bọn họ. Chỉ là vài tên tính xứ, chắc sớm đã không còn nữa rồi. Chìa khóa đang nằm trong tay đám đàn bà đó sao? Đúng là chẳng chuyện gì giấu được đại nhân cả. Trời ạ, thứ đó mà rơi vào tay bọn họ, kiểu gì cũng mang về Sở Niêm Can. Sở Niêm Can là nơi thế nào chứ? Chìa khóa mà quay về nơi đó, chúng ta sẽ không lấy được nó nữa rồi. Đại nhân, ngài có còn nhớ Lục Thủy cô nương không?
Lục Thủy chính là đại mỹ nhân đã đem giải tới cho Tàng Hoa Cát đó sao? Nàng mau nói cho ta biết đi. Ôi trời ơi, bảo bối của ta, nàng mau nói cho ta biết đi, cầu xin nàng đấy. Theo ta được biết thì Lục Thủy cô nương này chính là một tín sứ. Tàng Hoa Cát đã rơi vào tầm ngắm của họ rồi. Chuyện này phải làm sao đây? Đại nhân đừng lo, có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ mà. Đại nhân, ý nàng là vì Lục Thủy cô nương này do trong đợt hộ tống lần này đã làm mất trương bạc, quay về chỉ có tội chết mà thôi. Chỉ có cao chạy xa bay mới thoát được. Nhưng mà cô ta lại không có lộ phí, vậy nên đã lén rao bán chìa khóa của cái rương đó. Tàng Hoa Cát bọn ta đã dùng tiền mua lại được nó rồi. Giờ máu ngày mai tại Tàng Hoa Cát, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nàng đúng là cô nương tốt của ta. Hồng cô, sao cô lại tới đây? Mấy ngày nay cô đã đi đâu vậy? Cô mau nói đi chứ, không ăn không ngủ đuổi theo liền hai ngày, sao cùng vẫn để lạc mất? Đã vất vả vậy rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi. Mấy tên đó mang theo một cái rương nặng tới như vậy, lại không để lại chút dấu vết nào. Rốt cuộc bọn họ có là người nào vậy chứ? Ta nghĩ cô nên mau về đi tìm y báo đi. Cô đã giao tên đăng mài đó cho y chưa? Thế nào rồi vậy? Cô gì đó không phải là biết ngay sao? Cô làm gì vậy? Sao cô cứ đuổi ta về mãi? Ta đâu có. Đã xảy ra chuyện gì? Y đang đợi cô đó. Vậy thì cùng về luôn đi. Còn sớm như vậy, cô định đâu đó? Không kịp nữa rồi, cô mau nấp đi. Cô làm gì vậy? Tại sao ta phải trốn? Có chuyện gì vậy? Là muội muội của ta tới thăm ta thôi. Lục Thủy cô nương, tốt nhất cô đừng có giở trò. Lão đại nhà bọn ta còn đang đợi cô đấy. Nếu như để lỡ, cả cô và ta đều không gánh vác nổi đâu. Ông ta là ai? Ta sẽ tới ngay. Rốt cuộc là cô còn đang giấu chuyện gì? Không phải cô định bán chìa khóa cho hai người cùng lúc đấy à? Cô bán cái gì? Đừng có không giữ chữ tín. Đừng đánh nữa. Cô dám đem bán chìa khóa đương bạc sao? Phải. Vậy thì sao nào? Tên phản đồ nhà cô. Cô, cẩn thận. Lục Thủy. Lục Thủy. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Không còn thời gian nữa, chúng ta sắp bị phát hiện rồi. Cô nghe ta nói kỹ đây, y phái ta tới làm gián điệp, lợi dụng chìa khóa để tìm ra rương bạc. Sao cô lại không nói sớm chứ? Bây giờ nói cho cô biết cũng không muộn mà. Cái kiệu dưới lầu là tới đón ta đấy. Cô ngồi lên kiệu, đem chìa khóa tới gặp người kia đi. Không, ta phải đưa cô về trước đã. Không kịp nữa rồi. Nhưng mà cô sẽ chết đấy. Chuyện rương bạc đã bị chúng ta làm hỏng rồi. Lần này không thể làm hỏng lần nữa. Cô có hiểu không? Vậy còn cô thì phải làm sao? Ta đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
hứa với ta, nhất định phải giành lại được rương bạc, không thiếu một xu, trả cho nạn dân. Lục Thủy, cô tỉnh lại đi. Cô còn chưa cho ta biết địa chỉ mà. Cô tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi Lục Thủy. Chuyện gì ta cũng hứa với cô hết. Rốt cuộc ta đã làm gì vậy? Ai vậy? Tên Trần Hối Tha đâu ra thế này? Không nhà không cửa, không môn không phái. Đại ca, ta chỉ tới nhặt đồ thôi. Cô không phải Lục Thủy. Cô là ai? Hóa ra cô mới là kẻ trộm. Đuổi theo. Chém ta làm gì? Đồ đang ở chỗ cô ta kia kìa. Đi thôi. Dựa vào các ngươi không đuổi kịp cô ta đâu. Tại sao bà lại sắp xếp một chuyện nguy hiểm như vậy? Lục Thủy đâu? Cô ấy chết rồi. Cái gì? Giờ thì bà đã hài lòng rồi chứ? Sao lại như vậy được? Là bà đã hại chết Lục Thủy. Nếu như không phải tại cô tự ý làm càn, giành lấy chìa khóa, Lục Thủy cũng sẽ không cần đi giúp cô cứu vãn. Rõ ràng là cô ấy làm theo lệnh của bà mà. Cô dám đụng vào y? Đủ rồi. Các cô có đánh nữa, Lục Thủy cũng không về được nữa rồi. Để chìa khóa lại. Trước khi Lục Thủy chết, ta đã hứa với cô ấy bằng mọi giá cũng phải nhất định giành lại rương bạc. Cô ấy đã đem chìa khóa đi rồi. Cô ấy có thể tìm được rương bạc, nhưng mà bây giờ điều quan trọng nhất là hậu táng Lục Thủy. Dạ. Lục Thủy chết rồi, bị một người phụ nữ giết chết rồi. Người phụ nữ đó đâu? Đã chạy rồi. Đã lấy được chìa khóa chưa? Bị cướp mất rồi.
đám ăn hại các ngươi. Đồ đã tới tay rồi, còn để người ta cướp đi mất. Lát nữa đại nhân tới, các ngươi bảo ta phải nói thế nào đây? Còn không mau cút đi. Bên ngoài thế nào rồi? Sư phụ, người ngày một đông hơn, e là không đủ chia mất. Nhóc tinh ranh, tay chân con nhanh nhẹn, mau đi đổi một đấu gạo nữa về đây. Có thể sẽ chia thêm cho được vài người. Dạ. Thiên tai ập đến, may nhờ có Hồng Liên Tự đấy. Qua đây qua đây. Nếu không nhờ Hồng Liên Tự mở cửa cứu nạn, cả nhà ta thật sự không biết phải sống sao luôn. Mọi người đã nghe nói gì chưa? Triều đình đã phát bạc để cứu tế chúng ta. Tới giữa sông lại gặp phải sóng lớn mà mất tích rồi. Người ở trên thuyền đến thi thể cũng không tìm thấy nữa. Ôi trời, rõ ràng bị trời phạt rồi. Phải đó, phải đó. Đúng là tạo nghiệp mà. A-di-đà Phật. Các vị thí chủ, lòng ôm oán hận chỉ tổ thêm phiền não thôi. Các vị hương thân phụ lão, đương kim hoàng thượng đã hạ chiếu chỉ, chỉ đợi ngài tiến hành đại điển bái tế. Mong mọi người cứ bình tĩnh, đồng tâm hiệp lực, trải qua khoảng thời gian này cùng triều đình, cùng trải qua khó khăn mới phải. Vẫn là Vô Cấu trưởng lão nói đúng, Mã đại nhân nó cũng có lý. Sắp có hy vọng rồi. Ai mà không biết Mã Tâm Nghi ta là người không chịu nổi mọi người chịu khổ nhất chứ. Người phía trước để lại cho bọn ta một ít đi. Phải đó, nhanh lên. Có thể nhanh lên được không? Gần đây số lượng nạn dân ra vào Hồng Liên Tự ngày nào cũng tăng gấp mấy lần. Nếu còn không mở rương bạc, e là không chịu nổi mấy ngày nữa đâu. Bần tăng sẽ phải tới phủ của Mã huynh để lấy gạo đấy. Ông gấp gì chứ? Ta còn gấp hơn đây này. Chúng ta mạo hiểm như vậy, khó khăn lắm mới giành được số bạc về tay. Bây giờ lại phải để ở chỗ của ông, không mở ra được. Ta còn nóng lòng hơn ông nữa. Rương bạc là do chùa ta cướp được, hiện đang ở chùa của ta. Chuyện này nếu như truy cứu, trách nhiệm cũng là chùa bọn ta. Vô Cấu, ông nói vậy là không đúng rồi. Không có ta thì ông lấy đâu ra nguồn tin chứ? Cướp được rương bạc đó gì đây? Công của ai là lớn nhất nào? Tất nhiên là của Mã huynh đây rồi. Giờ chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền đấy. Có biết chưa hả? Nhưng ta cũng không ngờ triều đình lại còn chiêu này nữa. Chế tạo ra cái ổ khóa kiên cố và phức tạp tới vậy. Không có chìa khóa tương ứng thì không thể mở nó ra được. Với mạng lưới tin tức này của Mã huynh, nhất định sẽ có thể lấy được chìa khóa thôi. Vào thời điểm này, chúng ta không thể rối loạn được. Lỡ như chìa khóa thật sự quay về hoàng cung,
chúng ta sẽ không còn hy vọng nữa đâu. Bần tăng xin đợi ngài. Ông cứ yên tâm đi. Ai mà chẳng biết, thứ mà Mã Tâm Nghi ta muốn có, chẳng có thứ gì là không có được cơ chứ. Ôi trời, tiểu mỹ nhân, nàng làm sao vậy chứ? Nhìn nàng kìa, hoa lê ngậm xương. Trời ạ, lại ức hiếp nàng vậy? Đàn hoa cát làm việc không tốt, đã phụ sự tín nhiệm của đại nhân rồi. Xin đại nhân trách phạt. Có chuyện gì thì cứ đứng lên rồi từ từ nói. Đại nhân, Lục Thủy cô nương đó đã bị giết chết. Chiếc chìa khóa cũng bị người ta cướp đi mất rồi. Ta nuôi đám ăn hại các ngươi thì có ích gì chứ? Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, đại nhân. Nếu ngài vẫn không nguôi giận, vậy ngài cứ giết luôn cả ta đi. Ta giết cô thì có tác dụng gì? Giết cô rồi thì chìa khóa sẽ quay lại sao? Đại nhân, đại nhân, để ta đi tìm thợ rèn giỏi nhất kinh thành, nhất định có thể tạo ra chìa khóa mà. Nhất định có thể giúp ngài mở rương thôi đại nhân. Có làm thì làm âm thầm thôi, đừng có làm hỏng chuyện của ta đấy. Vào trong. Nghe nói biệt hiệu của ngươi là Tỏa Thiên Hạ, tự xưng là không có cái khóa nào mà không mở được. Mở cái rương này ra cho ta đi. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, trời đất thiên địa ơi, ta thật sự chưa từng thấy cái rương nào như vậy đâu. Lỗ khóa của nó ở đâu chứ? Đây không phải là rương bạc cứu nạn trong truyền thuyết đó chứ? Người biết được chuyện này từ đâu? Ta thực sự không biết gì hết, ta chỉ đoán mò thôi. Đừng nhiều lời, mà mở nó ra đi. Cây rương này không có lỗ khóa, cách mở của nó được khống chế bởi cơ quan. Ngài xem, ở đây này, chính là chỗ này. Đặt chìa khóa vào đây rồi ấn xuống sẽ có thể xoay chuyển cả cơ quan. Ba la xì bùa, cái rương sẽ mở ra ngay. Vậy nếu không có chìa khóa thì mở thế nào đây? Không có chìa khóa đúng của nó thì tất nhiên là không mở được rồi. Đập nó ra đi cho rồi. Không được đâu đại nhân, tuyệt đối không được. Tại sao chứ? Đây, hai vị lại gần mà ngửi thử đi, có phải có một mùi hương rất nhức mũi hay không? Đây là mùi của dương thủy. Nếu như cái rương này bị phá bằng bạo lực, dương thủy kẹp bên trong sẽ nứt ống tràn ra. Số vàng bạc trong rương một khi gặp phải dương thủy sẽ tan thành mây khói ngay. Người có thể tạo ra một chiếc chìa khóa hay không? Cái rương này được thiết kế cơ quan phòng trộm, lỡ như bị ngoại lực tổn hại, nhất định sẽ khởi động thiết bị bảo vệ, phá vỡ ống dương thủy bên trong. Chuyện này ta không làm được. Sao ông lại đánh chết hắn như vậy chứ? Đại nhân, cơ mật không thể tiết lộ. Người nào một khi đã vào đây thì không thể ra ngoài được nữa. Vậy giờ cái khóa này phải làm sao đây? Người này không được thì tìm người khác cũng được. Ai mà không biết người mà Mã Tâm Nghi ta muốn tìm? Không có ai là tìm không được chứ. Đừng gõ nữa, Tỏa Thiên Hạ đã cả đêm không về rồi. Ngươi theo dõi ta? Đại tỷ, giữa thanh thiên bạch nhật mà chỉ cho mình cô tới đây thôi sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là người làm mất chìa khóa.
Ta thấy có mà ngươi là người trộm rương thì có. Uổng cho cô là tính xứ. Muốn biết manh mối về cái rương, cô không đi tìm tỉ mụi tốt của mình đi. Tới đây tìm tỏa thiên hạ thì có ích gì. Ngươi biết cũng nhiều quá rồi đó. Ta còn biết cái rương đang không nằm trong tay cô. Hơn nữa chính cô cũng không biết nó ở đâu. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chìa khóa là do ta làm mất. Cô trả nó lại cho ta là được rồi. Đừng có nằm mơ. Đợi đã, cô đừng chạy. Này, giấu cũng kỹ thật đấy. Tàn hoa cát. Ai đó? Đây là nhà của ta. Muốn tìm ra nhà bà rất dễ thôi. Ta còn biết tên thật của bà nữa kìa. Hỗn xược. Đây không phải là kỹ năng cần có của một thính sứ ưu tú sao? Ta thấy kỹ năng của cô cũng quá nhiều rồi đó. Đều là học của bà cả đấy. Ta chưa từng dạy cô đi trộm đồ đâu. Ta không có trộm đồ, chỉ là tới xem thôi. Còn già mồm nữa. Được rồi, bà muốn nói sao thì nói. Ta sẽ không để cô đem chìa khóa đi nữa đâu. Tuổi tác còn nhỏ mà lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Càng danh giáo bao nhiêu, càng nhiều sơ hở bấy nhiêu. Ta đã chán mấy đạo lý này của bà rồi. Rồi sẽ có một ngày cô cũng sẽ chán thân phận chính xứ này thôi. Giang hồ rộng lớn như vậy, đủ thông tin để ta tìm mãi không hết. Chúng ta đi tìm tin tức là để bán mạng cho người, giải sầu cho người, chứ không phải là biến giang hồ thành chiến trường. Còn người ai mà chẳng tranh giành thứ tốt, cũng phải có trước có sau chứ. Ta đã dạy các cô, tranh giành thông tin không phải là dựa vào võ công là có thể giải quyết. Người sống ta chết không phải là tôn chỉ của chúng ta. Cô còn cắn người nữa. Vậy tại sao bà lại hy sinh Lục Thủy? Chuyện của Lục Thủy ta còn đau lòng hơn cô nữa. Ta sẽ thay cô ấy hoàn thành nhiệm vụ còn lại. Không đạt được mục đích, nếu không chịu để yên, đừng xông vào nhà của ta nữa. Đây là cảnh cáo. Đại nhân, ngài ăn món này đi. Nàng cũng rất ngoan. Đại nhân, hôm nay thấy ngài vui như vậy, nhất định là vụ rương bạc đã có tiến triển rồi phải không? Nào, cô cố ý phải không? Ta không có. Toàn nhắc những chuyện không nên nhắc. Đại nhân, ta sai rồi. Sao tàn qua cát lại đi nuôi một kẻ ăn hại như cô chứ? Lục Thủy chết rồi, tỏa thiên hạ cũng chẳng làm được tích sự gì. Ai mà không biết Mã Tâm Nghi ta ghét nhất là lũ ăn hại chứ. Mã Tâm Nghi, tri huyện đại nhân. Có thích khách. Đứng lại.
hai người qua bên đó. Ngươi theo tao qua bên này. Được, đi thôi. Đính tạng qua cát cũng không còn an toàn nữa. Đại nhân đừng lo, ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Bên này. Mã đại nhân, đừng nhiều lời. Ta phải đi bên nào đây? Chúng thuộc hạ vừa từ bên đó qua, không phát hiện người nào cả. Mã đại nhân, cẩn thận. Đi thôi, chúng ta qua bên này. Đêm nay dù có phải lật tung tàn qua cát, cũng phải tìm ra được kẻ đó cho ta. Dạ. Rốt cuộc là Kiệu đang ở đâu chứ? Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân tới muộn, tiểu nhân đáng chết. Kiệu đâu? Theo lời dặn của ngài đã trốn ở một nơi rất xa rồi. Khốn kiếp, ai mà không biết Mã Tâm Nghi ta ghét nhất là đi bộ chứ. Mã Tâm Nghi, đại nhân bớt giận. Nào đại nhân, mời đi lối này. Quả nhiên là tri huyện đại nhân. Đại nhân, cô ta là ai vậy? Cô ta... tiểu nhân... không biết. Lại là cô nữa. Hồng cô, mau dậy đi. Ta biết rương bạc là do ai trộm rồi. Mau dậy đi. Ta có thể chắc chắn là tri huyện Mã Tâm Nghi. Chỉ còn thiếu chứng cứ nữa thôi. Để ta. Để ta. Để ta đi tìm chứng cứ đi. Ta đã cảnh cáo cô rồi. Đừng xông vào nhà của ta nữa. Đôi mắt đó không to không nhỏ, không tròn cũng không gian. Con người đen láy, đôi lông mi dài dài, mắt long lanh ngấn lệ, tiều tụy pha chút u uất, xinh đẹp vô cùng. Trước giờ ta chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Ta thấy hoàn toàn khác với các cô nương ở Tàn Hoa Cát. Chính là vị cô nương này. Cô ấy là ai vậy? Tàn Hoa Cát không có cô nương nào như vậy cả. Không thể nào. Chính mắt ta nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi Tàn Hoa Cát mà. Đại nhân, đêm qua có một vị cô nương bị mất y phục. Hả? Tên thích khách rơi từ trên nóc nhà xuống, hôm qua đã bị trọng thương. Trong phòng của cô nương còn có một mảnh trúc dính máu nữa.
Như vậy xem ra, vị cô nương mà ngài nhìn thấy hôm qua rất có thể chính là thích khách. Ý của các ngươi là tên thích khách hôm qua là nữ, lại còn xinh đẹp như hoa nữa à? Vẽ thêm 100 bức cho dán khắp thành đi. Dạ. Tự mình dâng tới tận cửa. Hôm nay toàn thành đều dán kín cái này cả. Hồng cô, chắc là vậy rồi. Quan phủ đang tìm cô ấy. Lẽ nào cô ấy đã bị lộ rồi? Hôm nay ta đã đặc biệt tới Mã phủ nghe ngóng, kết quả lại có chút bất ngờ. Nghe nói tên tri huyện Mã Tâm Nghi đó có duyên gặp mặt cô nương này một lần, sau đó thì thần hồn điên đảo, quyết tâm tìm ra cô ấy, muốn nạp về làm thiếp. Cái gì? Con nhà đầu chết tiệt này, lúc nào cũng khiến chúng ta bất ngờ. Theo ta thì ta thấy đây là chuyện tốt đấy. Ý cô là Mã Tâm Nghi đó nổi tiếng háo sắc mà. Để ta đi hỏi ý kiến của Sở Niên Cam. Cô định ăn giả nhà ta tới khi nào nữa đây? Tới khi bà cho ta đi tìm chứng cứ. Đau. Đau mà. Ngày mai cô đã có thể cút đi được rồi. Ta còn chưa khỏi hẳn. Trương bạc không đợi cô được đâu. Bà cho ta đi tìm Mã Tâm Nghi rồi à? Cho phép cô đi một cách quang minh chính đại. Quang minh chính đại. Cô không được sử dụng thân phận trước đây của mình nữa. Quá lộ liễu rồi. Vài ngày nữa sẽ có một nhóm thương gia người Tấn tới thành làm ăn. Sau khi tới đây, bọn họ nhất định sẽ đi bái kiến quan địa phương để lót đường trước. Các cô cứ giả làm đám thương gia người Tấn đó, tiến vào Mã phủ, trực tiếp tiếp cận Mã Tâm Nghi, tìm kiếm chứng cứ. Cô chỉ có một cơ hội này thôi. Nếu như thất bại, rất có thể sẽ khiến cả gia tộc Tín Sứ bị lộ đấy. Vậy nên chỉ được phép thành công. Vậy khi nào thì ta có thể tiếp cận đám thương gia người Tấn đó đây? Chuyện vô cùng hệ trọng, phải cẩn thận mới được. Sở Niêm Cang lệnh cho chúng ta hợp tác với cái bang. Hành động lần này không chỉ có một mình cô đâu. Cái bang? Tại sao? Hiện nay thực lực của cái bang hùng hậu, thế lực rộng rãi, ngay đến Tào bang, Diêm bang cũng không dám xem thường. Số vàng bạc và hành trang chúng ta cần để giả làm thương nhân người Tấn đều là nhờ bọn họ cung cấp. Về điểm này thì ta cũng làm được, không cần tới bọn họ. Cô còn chưa hiểu nữa sao? Việc hợp tác lần này, dù là khống chế lẫn nhau, dù là giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì khỏi hợp tác đi. Cô không có sự lựa chọn nào khác. Đây cũng là cách nhanh nhất để hoàn thành di nguyện của Lục Thủy, lấy lại rương bạc rồi. Từ giờ tới khi thương gia người Tấn vào thành còn khoảng 2 ngày nữa. Các cô phải hoàn thành nhiệm vụ lần này trước khi người thật tới đây. Từ giờ trở đi, ta sẽ là phu quân của cô, cũng là ngân phiếu của cô. Này, sao cô lại không để ý tới ta vậy? Sao lại là ngươi nữa? Đừng hòng lợi dụng ta. Ta có lý vợ cũng sẽ không lấy người như cô đâu. Ngươi cũng xứng sao? Ta nói nhé, hy vọng chúng ta đừng đấu đá vô ích làm gì, để có thể thuận lợi tới được Mã phủ. Vậy nên dọc đường này, mong cô có thể bớt tính xấu đó lại đi. Không tới lượt ngươi quản giáo ta. Nhưng ta là phu quân của cô. Ta nhắc lại lần nữa, ngươi không xứng, ta không xứng.
đúng là hiện giờ hai ta có chút không xứng đôi. Cô xem, trên người cô chẳng có chút trang sức nào, y phục chẳng khác gì đàn ông, có điểm nào giống một phu nhân nhà giàu chứ? Ngươi, nhưng mà ta rất mong chờ dáng vẻ của cô sau khi chính ta cải tạo đấy. Ngươi đúng là đã thay đổi không ít. Nhưng mà bên ngoài thì sạch sẽ rồi, nhưng bên trong vẫn có mùi hôi thối đó. Là nó phải không? Đi thôi, đi. Ta hôi thối chỗ nào chứ? Ta tắm rồi mà. Ngựa hôi thì có. Cứ đợi ta với. Nào hai vị khách quan, nào mời bên này. Hai vị mời vào. Này, tại sao lại chỉ có một chiếc giường thôi vậy? Lúc đặt phòng hai người nói là một cặp phu thê, vậy nên bổn tiệm đã chuẩn bị một giường lớn tốt nhất cho hai người rồi. Ta muốn đổi phòng. Hôm nay đầy khách rồi. Căn phòng này nếu không phải để lại cho hai người cũng đã hết từ lâu. Đêm nay ngươi định ngủ ở đâu? Trên giường. Ngươi có phải đàn ông không vậy? Ai nói đàn ông thì không được ngủ giường chứ? Vậy ta ngủ ở đâu đây? Cô muốn ngủ đâu thì ngủ. Là đàn ông thì ngươi phải nhường giường cho ta mới phải chứ. Được thôi, ta nhường cho cô một nửa. Ngươi rất công bằng mà. Một tên đàn ông như ngươi lại nói đến công bằng với ta. Cô là phụ nữ sao? Ngươi làm gì vậy? Nghe nói Mã Tâm Nghi là vì bị đôi mắt này của cô làm cho thần hồn điên đảo. Sao ta lại không nhìn ra vậy chứ? Ngươi không xứng, ta không xứng à? Cô có thể không mở mắt nhìn ta, nhưng ngày mai tới Mã phủ rồi, ta hy vọng cô ngoài biết đánh nhau ra còn có thể cống hiến một vài kỹ năng đặc biệt để xứng với đôi mắt mê hồn này của cô. Trời là ngói, đất là ghế, ta nhìn ngắm trời xa quen rồi. Còn lâu ta mới thèm ở trong căn phòng này. Hồng cô, Hồng cô, vào đi. Mùi gì cũng khá lắm. Nếu ngươi thích ăn thì cho ngươi cả đó. Ra đây cùng ăn chung đi. Còn không ra là ta vào đấy. Thế nào? Có phải là rất khó coi không? Là y chuẩn bị cho ta đó. Nó là bình thường ta mạnh mẽ quá, đặc biệt dặn dò ta phải mặc như vậy. Nếu như lần đầu gặp mặt mà cô cũng ăn mặc thế này, có lẽ chúng ta sẽ không đánh nhau đâu. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Đây là cái gì? Không nhìn giống chìa khóa mở rương bạc, chỉ là đồ giả thôi. Mang theo nó để phòng bất trắc. Một thứ quý giá như vậy không thích hợp với ta đâu. Lúc đánh nhau dễ rơi dở lắm. Là bùa hộ thân, bảo vệ cô bình an. Bánh quế hoa đó là do cô làm à? Ngươi đoán xem. Khá lắm, rất ngon. Để ta lấy thêm vài cái. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ông đừng đột nhiên tới tìm ta như vậy. Lỡ để bị phát hiện thì phải làm sao? Bần tăng thấy Mã huynh ngày đêm lo lắng chuyện chìa khóa, nên tới để phân ưu thôi. Dục gì mà dục, không phải đã đưa tới cho rất nhiều thợ khóa có tiếng rồi sao? Không được một ai à? Vậy thì giết hết cả đi, tránh để lại hậu quả. Cứ giết tiếp như vậy cũng không phải là cách. Không phải ta cũng đang nghĩ cách sao? Nghe nói gần đây Mã huynh đang vất vả tìm một vị cô nương,
làm tới nỗi sóng gió khắp thành. Ông có biết cô gái đó là ai không? Là ai vậy? Ai mà không biết, cô nương mà Mã Tâm Nghi ta muốn có, không có ai là không về tay ta. Ta đang lợi dụng điểm này để dụ cô ta cắn câu. Xem ra cô ả này có liên quan tới chiếc chìa khóa chiếc gương đó rồi. Cô ta chính là kẻ áo đen đã đại náo Tàng Hoa Cát. Người này rất có thể chính là người phụ nữ đã cướp đi chiếc chìa khóa của Lục Thủy. Mục đích của cô ta rất rõ ràng, chính là chiếc gương bạc. Thì ra là vậy. Lão gia, ông xem, tới rồi kìa. Ông xem, hiền chất thay đổi nhiều thật đấy. Suýt nữa thì ta không nhận ra luôn. Đã lâu không gặp. Có cả người nhà đi cùng sao? Phải. Phu nhân, bà chăm sóc cô ấy, đưa tới nội đường nghỉ ngơi đi. Thuốc chất, chúng ta vào ôm lại chuyện cũ nhé. Mời. Tiểu thư, mời. Mời. Tiểu thư, mời. Mời. Lần này phụng lệnh của gia phụ đem tiền và lương khô tới, mong đại nhân nhận cho. Xem con kìa, tới thì tới thôi, còn đem đồ gì chứ? Vừa cách xa đã 10 năm không gặp. Sức khỏe của lệnh tôn có tốt không? Gia phụ rất khỏe, đa tạ đại nhân đã quan tâm. Phu nhân mời lão gia tới nội đường nói chuyện, cùng xem múa kiếm. Được, vậy thì cùng đi thăm thẩm nương đi. Cô ta đang làm gì vậy? Hay lắm. Lão gia, chuyện này là sao vậy? Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ông làm gì vậy? Thê tử của hiền chất múa đẹp thật đấy. Thúc phụ chìm đắm trong đó nhất thời kích động. Xin lỗi, xin lỗi. Ông làm gì vậy hả? Bà thì biết cái gì chứ. Hiền chất, hiền chất, nhìn dáng vẻ ông ta kìa. Ngươi làm gì vậy chứ? Không biết kéo dài thêm một lát à? Ta mới chỉ lục được có một phòng, ta làm cô bị mất hết mặt mũi rồi. Ta là phu quân của cô, ta có thể nhịn được sao? Ngươi không thể nghĩ cách được à? Ta không chịu nổi cái chủ ý khỉ gió này của cô. Kế hoạch của ta hoàn hảo lắm, chỉ tại ngươi không muốn phối hợp thôi. Ánh mắt lão già đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống rồi. Vậy mà cô còn cười được nữa. Không phải là ngươi ghen đó chứ? Có quỷ mới thèm ghen. Đi thôi. Đại nhân, đi điều tra nơi ở của đôi phu thê đó. Dạ. Đi thôi. Đi thôi. Điều tại ngươi cả đó. Đi. Điều tại ngươi cả. Gì mà tại ta chứ? Đồ ăn mày thối. Ta biết là trong phòng không có người. Cô nương, để ta vào đi. Ông quả là to gan, đã dám tới chỗ của ta thì phải biết ta là ai rồi chứ. Khi huyện đại nhân, xin ông tự trọng cho. Đừng căng thẳng, chủ tiệm đã nói với ta rồi, đêm nào tướng công của cô cũng ra ngoài ngủ, chứ không động phòng với cô. Bảo bối, ta nhớ cô muốn chết. Ông làm gì vậy? Bảo bối, cô có biết ta tìm cô vất vả thế nào không? Ông còn như vậy nữa thì ta gọi người tới. Cô nương, nếu chúng ta đã có duyên có thể gặp lại nhau như vậy, cô muốn gì? Chỉ cần cô chịu theo ta, ta đều sẽ cho cô hết. Ông không cho ta nổi đâu.
Trong ngoài thành này, ai mà không biết cô nương mà Mã Tâm Nghi ta nhìn trúng thì không có ai là không có được chứ. Ta cứ không biết đấy. Cô nương, cô đi theo tên Phú Thương Sơn Tây đó cũng chỉ là vì nhắm vào vinh hoa phú quý của hắn thôi. Ta giàu có hơn hắn nhiều. Một tri huyện nhỏ bé như ông thì lấy đâu ra tiền chứ? Có dám tới phủ ta lần nữa không? Để ta cho cô xem thứ khác tốt hơn. Tốt tới mức nào nào? Tới đó rồi cô sẽ biết ngay. Sau giờ ngọ ngày mai, ta sẽ mở cửa sau ra đón cô. Cô nương, mời. Nhìn những thứ này đi. Cái này. Chỉ có những thứ này thôi sao? Cô không thích à? Ta không còn thứ gì khác nữa sao? Có chứ. Còn không bằng vài tờ ngân phiếu của Kiều gia nữa. Cô nương, đừng đi mà. Đại nhân nói không sai. Bổn cô nương đúng là rất tham tiền, không thích mấy thứ rỗng tuếch này. Chỉ thích châu báu, bạc thỏi, vàng thỏi thôi. Những thứ chân thực một chút thôi. Nếu đại nhân không có thì thôi. Đừng miễn cưỡng quá. Cô nương, đừng đi mà. Mã đại nhân, chuyện hôm nay ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục làm kiều phu nhân của ta. Sau này chúng ta cứ qua lại theo phép lịch sự là được. Ta có thứ mà cô muốn mà. Ôi trời ơi, Dù Cấu, ông lại định tấn công nhà ta nữa sao? A-di-đà-phật, không phải đại nhân cũng đang muốn tìm Bần Tăng sao? Thôi bỏ đi, ta không thèm so đo với ông. Ta đang có chuyện muốn nói với ông đây. Ngài cứ nói. Đã tìm thấy chìa khóa rồi, đang nằm trong tay cô nương đó. Phán đoán của ta quả là không sai. Là người nào? Chính là người muốn giết ta ở tàng hoa cát đó. Đã lấy được chìa khóa rồi sao? Vẫn chưa. Ta đang thương lượng với ông đây còn gì. Bần Tăng có thể làm gì được nào? Mang cái rương đó qua đây. Bần Tăng không hiểu. Chính là cái rương chứa số tiền của thiên tai đó. Ông mang nó tới phủ của ta đi. Sau khi dùng xong, ta sẽ trả nó về Hồng Liên Tự. Đằng nào cái rương cũng không mở ra được. Ta sẽ chẳng lấy được thỏi bạc nào đâu. Ta lại càng không hiểu hơn rồi đấy. Ông, sao mà ông lại ngu thế hả? Ta chỉ muốn mượn để tăng thể diện, thể hiện cho cô nương đó thấy, lừa lấy chìa khóa trong tay cô ta thôi. Giờ thì ta hiểu rồi. Vậy thì mau mau mang rương bạc qua đây đi. Nhưng mà rương bạc quá nặng, khiến tới phủ đại nhân e là sẽ gây động tĩnh lớn, dễ bị người ta gây chú ý. Không phải chú ý hay đâu. Vậy ông muốn thế nào đây? Chi bằng đại nhân hãy hẹn cô ta tới chùa để xem. Đồng thời cũng có thể thể hiện sự giàu sang, mà không làm mất danh dự của đại nhân. Sau đó đại sư sẽ có thể bắt cô ta ở chùa.
Hay lắm. Mã Tam Nghi hẹn ta đi xem một món bảo vật. Có lẽ chính là rương bạc đó. Cô chắc chắn chứ? Lại là ở chỗ không hề hẹn ở Mã Phủ. Vậy thì ở đâu? Một nơi mà không ai có thể ngờ tới. Hồng Liên Tự. Thanh quy ở Hồng Liên Tự này rất nghiêm ngặt. Hòa thượng nào thủ giới ở đó không những được người đời tôn kính, mà ngay cả đến những chùa miếu khác đều sẽ được đón tiếp như cao tăng. Ngươi có từng qua lại với họ à? Hồng Liên Tự này vui vẻ hành thiện, các anh em cái bang đều từng mang ơn bọn họ. Như vậy xem ra không giống như có liên quan tới vụ cướp rương bạc cho lắm. Lẽ nào Mã Tâm Nghi đã nhìn thấu chúng ta nên gài bẫy? Không thể nào. Bất luận thế nào, cứ tới đó trước đi rồi tính. Hồng Liên Tự này xây dựng tựa núi, bên cạnh có sông, địa thế rất tốt. Nếu như muốn ra vào cũng chỉ có cửa chính thôi. Ngươi mau đi về đi, chuẩn bị sẵn sàng chi diện, đợi tín hiệu của ta. Cô định đi một mình sao? Chứ không thì sao? Không được, để ta đi chung với cô. Sao ngươi có thể đi chứ? Sao lại không thể? Mã Tâm Nghi hẹn ta gặp riêng mà. Tất nhiên ngươi không thể đi rồi. Vậy thì ta lại càng không hiểu. Ngươi là phu quân của ta. Đồ vô gì. Đợi ta giới. Ta cũng muốn đi. Đại nhân đưa ta tới để xem cái này sao? Đây là đồ tốt độc nhất vô nhị trên đời này. Chỉ là một cái rương thôi mà. Cái rương này không tầm thường đâu. Có gì đặc biệt nào? Gần đây chỗ chúng ta mới xảy ra một chuyện lớn. Cô có biết không? Rương bạc cứu tế. Không phải đã bị mất rồi sao? Hoàng đế còn ghi chuyện này mà bày lễ tế trời nữa. Đây chính là rương bạc cứu tế đó à? Lừa trẻ con sao? Một chuyện lớn như vậy, sao ta dám lừa cô chứ? Nếu không vì quá yêu thích cô, sao ta có thể mạo hiểm nói chuyện này cho cô biết chứ? Cô phải hiểu cho nỗi khổ tâm của ta đi. Mở nó ra cho ta xem đi. Tạm thời không mở được. Không có chìa khóa sao? Không có. Rốt cuộc cô là ai? Ông còn không biết ta là ai nữa sao? Cô căn bản không phải là Kiều phu nhân. Phu nhân bình thường sao có thể có võ công cao cường như vậy? Bổ cô nương đây thích học võ, ông quản được ta sao? Vừa nãy ta mới chỉ nói một chuyện lớn thôi, cô liền nói là rương bạc cứu tế. Ta vừa nói không mở ra được, cô liền biết ngay là không có chìa khóa. Kiều phu nhân, cô am hiểu về chuyện này quá rồi đó. Nếu các ông đã đoán ra được rồi, ta cũng không còn gì để giấu. Thật không ngờ Hồng Liên Tự lại chứa một đám ác tăng thế này. A-di-đà Phật. Sống trên giang hồ, người không phạm ta, ta không phạm người. Dù bọn ta trước giờ chưa từng kết quán với thí chủ, dám hỏi thí chủ tên họ là gì, tới từ đâu, tại sao lại phá hoại chuyện tốt của chùa bọn ta, câu kết cẩu quan, trộm tiền cứu tế nạn dân của triều đình, dùng hàng vạn dân vào đường chết, đây gọi là chuyện tốt sao? Hồng Liên Tự nhiều năm bố thí, không phải ngày một ngày hai. Số tiền này rơi vào tay chùa cũng tốt hơn là để thổ phỉ cướp mất rồi. Có gì khác nhau đâu. Ta phải giết tên ác tăng nhà ông, rồi lấy đầu tên cẩu quan đó.
Sao người tới đây? Ta còn chưa phát tín hiệu. Ta là phu quân của cô mà. Ngươi không đi tìm Y sao? Ta tìm rồi, nhưng bà ấy không có ở đó. Ta để lại mảnh giấy. Nói như vậy là bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi à? Ở bên đó. Đi thôi, họ đuổi tới rồi. Ngươi làm gì vậy? Cô đi trước đi. Ta ở đây này. Đuổi theo. Chạy đi đâu nào? Tên ăn mày kia, người của ngươi hiện giờ đang nằm trong tay ta. Khoanh tay chịu trói đi. Trần ăn mày, cứ mặc kệ ta, cứ chạy đi. Hồng cô, ngoan ngoãn chút đi. Giải đi. Hồng cô, Hồng cô, nhanh lên. Đi, mau. Đồ đầu trọc thối tha. Vào trong. Ta khuyên ngươi nên tiết kiệm sức lực đi. Sư phụ ta thẩm vấn cô nương đó xong thì tới lượt ngươi. Cô nương đó đang ở đâu? Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bớt bớt đi, nhà la của bọn ta kiên cố lắm. Đợi đã, ta có thứ này muốn đưa cho sư phụ các ngươi. Chìa khóa của rương bạc, ngươi có muốn không? Ngươi nói thì ta tin sao? Ta đã là một người sắp chết rồi, có bị điên không mà lừa các ngươi chứ? Nào, qua đây. Đưa ra đây, ta xem là thật hay giả đi. Một vật đổi một vật. Các ngươi thả cô nương đó ra trước đi, rồi ta đưa chìa khóa. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi giấu ở đâu rồi? Làm gì vậy hả? Dùng màn thầu chơi bọn ta sao? Ngươi có giết ta cũng vô ích thôi. Giết ta rồi, vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người đang tìm số bạc cứu tế đó. Ngày nào còn chưa tìm ra được, ngày đó các ngươi sẽ không được sống yên. A-di-đà Phật. Người bạn cái bang đó của cô đã giao chìa khóa rương bạc rồi. Bần tăng chỉ cần lấy số bạc trong rương ra rồi quỷ nó đi. Có là ai tìm tới thì cũng chết không đối chứng thôi. Ta không tin. Không đến lượt cô tin hay không. Bần tăng thấy cô võ công cao cường, nếu cô chịu quy thuận bổn tự, khai ra là môn phái nào đã thuê cô, bần tăng sẽ không làm khó cô đâu, mà đồng ý để cô ở lại chùa giữ mạng cho cô. Ta khinh. Nằm mơ đi. Sư phụ, chấp mê bất ngộ. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Canh hai chưa về, xảy ra chuyện rồi. Đi mau. Đi mau. Người tháo xích chân của ta đi. Ta giấu chìa khóa trong giày. Ngươi muốn làm gì? Chìa khóa trong giày, hay là ngươi cởi ra giúp ta đi? Không thì tháo còng tay ta. Cởi đi. Đưa cho ta.
Sao mà ngươi ngu thế? Lại chơi bọn ta phải không? Ta nào dám chứ. Cái rương này căn bản không có lỗ khóa. Có mà. Mở ra thế nào? Ngươi buông ra đi, ta sẽ mở ra giúp ngươi. Đi mau. Đừng hòng giở trò. Ta đã nói rồi, ta phải chính mắt nhìn thấy các ngươi thả cô nương đó ra, rồi ta mới mở rương. Cút sang một bên. Tiểu sư phụ, đừng có chọc lung tung. Bên trong cái rương này thiết lập cơ quan. Nếu như người phá hỏng cơ quan đó, dương thủy tràn ra, những thứ bên trong sẽ tan chảy đó. Chúng ta giao hắn cho sư phụ đi. Đi mau. Cô nương, cô không chịu nổi tới canh ba đâu. Không thử thì sao mà biết được chứ. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ có thể thành toàn cho cô thôi. Nguyệt Thiên Trung, châm vào Thiên Trung nửa tấc. Đây là cánh cửa sinh tử đấy. Đây sẽ là mũi châm cuối cùng trước khi chết của cô. Hồng cô, là bà đã cứu ta sao? Cô đừng cử động. Cô bị thương nặng, vô cùng nguy hiểm. Bề ngoài nhìn thì không có dấu vết gì, nhưng lại bị thương khắp kinh mạch và nội tạng bên trong. Ta cũng không nhìn ra nổi đây là võ công của môn phái nào nữa. Không phải là bà đã cứu ta sao? Lúc ta nhặt được cô đã bị dứt xác nơi quan giả rồi. Có lẽ là họ tưởng là cô đã chết. Trần An Mai đâu? Ta không biết. Tiêu rồi. Có lẽ hắn ta vẫn còn bị nhốt ở Hồng Liên Tự. Hồng Liên Tự. Trương Bạc được giấu trong Hồng Liên Tự. Vụ án cướp trương bạc là do tên cẩu quan Mã Tâm Nghi câu kết với ác tăng Hồng Liên Tự gây ra. Chuyện của Mã Tâm Nghi ta đã mật báo lên Sở Niêm Can rồi. Thị vệ của Sở Niêm Can đã đang trên đường tới đây. Muốn sống thì nằm yên đó cho ta. Cô nhớ lại xem là ai đã cứu cô đi. Không được, ta phải đi tìm hắn. Ta đã thả người ra theo yêu cầu của ngươi rồi. Một vật đổi một vật. Các ông có biết tại sao các ông lại không mở được cái rương này ra không? Ta nói cho ông biết là bởi vì lỗ khóa của nó nằm ở dưới đáy rương. Nếu như các ông muốn mở nó ra thì phải khiêng cái rương lên. Khiêng đi. Lên nào. Nào, nâng cao chút nữa đi. Đúng rồi. Còn làm gì nữa? Mau đuổi theo.
Bắt lấy tên ăn mày đó. Đuổi theo. Nhanh lên. Bên này. Ở đâu? Bên đó kìa. Hai vị tiểu sư phụ, các ngươi đừng manh động. Các ngươi muốn chém ta lắm phải không? Chém vào đây nè. Dùng sức. Dùng sức. Dùng sức. Sao cô lại tới đây? Đã để phu quân đợi lâu rồi. Phu nhân tới đúng lúc lắm. Đi thôi, nhanh lên. Đi. Người vừa nãy là ai? Hồng cô, đuổi theo. Lục soát cho ta. Dạ. Đi thôi. Hồng cô, mau đi thôi. Cô chính là Hồng cô phải không? Hồng cô không phải cái tên mà thứ tổ quan ông có thể gọi. Hai người tưởng mình có thể chạy thoát sao? Cô quay lại đây làm gì chứ? Vậy tại sao ngươi lại cứu ta ra ngoài? Biết ta khó khăn lắm mới cứu được cô ra, mà giờ cô quay lại, ta tới đưa ngươi đi cùng. Giờ chúng ta chết chắc rồi. Vậy ta sẽ cùng chết với ngươi. Lát nữa nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng nhất định phải đem cái này ra ngoài an toàn đấy. Chìa khóa thật đang ở chỗ y rồi, ngươi yên tâm đi. Vậy ra đây là cái mà ta đưa cho cô sao? Được cứu rồi. Chìa khóa mà các ngươi cần, tự mình tới mà lấy đi. Đứng lại, chạy đâu cho thoát.
Thí chủ, chạy đâu cho thoát? Hổ mập, hổ mập, lên. Hổ mập, lên đi. Chỗ này ta giao lại cho cô. Ta qua đó giúp Hồng cô. Lên đi. Cô sao rồi? Hôm nay các ngươi rồi sẽ như ngọc này thôi. Lại cho ta, ta không thấy gì nữa rồi. Phải làm sao đây? Ta bị mù rồi. Ta mặc kệ ngươi đấy. Ngươi đừng chạy, đừng chạy. Ta không thấy đường nữa rồi. Trả ta lại cho ta. Người tiếp theo. Cảm ơn. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Cảm ơn. Cầm lấy. Người tiếp theo. Cảm ơn. Người tiếp theo. Để ta múc đầy hơn cho ngươi. Từ từ thôi. Người tiếp theo. Chi huyện Mã Tâm Nghi và tên hòa thượng vô cấu sáng nay đã được giao cho thị vệ của Sở Niêm Can áp giải về kinh thành rồi. Hồng cô đâu? Giờ cô định đi đâu? Giờ ngươi định đi đâu? Cô nói trước đi, ta nói trước nha.
gia tộc Tĩnh Xứ đã bị lộ rồi. Ta và y phải chuyển đi nơi khác. Có lẽ đi tới đâu thì dừng ở đó thôi. Ta cũng về cái bang đây. Lần này làm mất chìa khóa, tuy là đã lấy lại được, nhưng mà ta cũng phải về chịu tội. Chúng ta có còn gặp nhau nữa không? Giang hồ rộng lớn như vậy, khó nói lắm. Bảo trọng, bảo trọng. Đúng rồi, bùa hộ thân này, nó sẽ bảo vệ cô bình an. Bảo trọng, bảo trọng. Ngươi làm sao thế? Ta không sao, có duyên gặp lại.